Với nhiều người, đây là lúc nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Nhưng với ông Huỳnh Phương Bá ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, lại có niềm đam mê của riêng mình. Ông tham gia cùng với Hội Hán Nôm thành phố dịch các tác phẩm văn tự Hán Nôm, tham gia cùng với Hội Khoa học Lịch sử thành phố dịch các tác phẩm tư liệu sử học. Trong đó, những tư liệu lịch sử về buổi đầu kháng Pháp tại Đà Nẵng vẫn để lại cho ông những điều đáng suy ngẫm. Vì xưa nay mình chỉ đặt với mình thôi, còn ở đây đặt cả cuốn hồi ký mà, souvenir. Mà cái hồi ký này không biết không những trong chiến tranh đâu, mà cái cuộc hành quân từ nước Pháp đi sang, là nó đi chinh phục, đi xâm chiếm người ta, nhưng mà trong cái đầu óc của những người đó được là nói là đi khai thác, chứ không phải đi chinh phục. Trong rất nhiều tài liệu do ông dịch thuật, thì Chiến dịch Đông Dương là tập sách để lại cho ông Phương Bá nhiều ấn tượng. Đây là tài liệu do Đại tá Henry de Bonchalon, sĩ quan thuộc tiểu đoàn lính viễn chinh của Trung đoàn 2 Thủy quân lục chiến Pháp, tường thuật lại một cách chi tiết về cuộc chiến tranh của Liên quân Pháp-Tây Ban Nha tại Đà Nẵng từ năm 1858 đến năm 1860, được xuất bản vào năm 1896 tại Paris. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, đánh chiếm Đà Nẵng. Lối vào vịnh Đà Nẵng từ phía đông có chỗ neo đậu tàu tốt nhất. Tại đó có các đồn bảo vệ. Đồn phía bắc chiếm đỉnh cao trên núi, cây cối bao phủ, khống chế cả cửa biển với một đơn vị pháo binh. Đồn tại đảo quan sát nối liền với bờ bằng một chiếc cầu. Pháo binh ở đồn bồn chứa nước ngọt có bố trí hỏa lực bắn chéo liên kết với các đồn khác. Đường vào cửa biển hai bên có hai đồn đông và tây. Việc nắm rất rõ những tiền đồn, vị trí của ta, cùng với lực lượng hùng hậu và kỹ thuật chiến tranh hiện đại là cơ sở để Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ phát súng đầu tiên tấn công vào Đà Nẵng, mở đầu ý đồ đánh thốc ra kinh đô Huế, buộc triều đình Huế quy hàng, nhằm tiến hành cuộc xâm lược toàn bộ nước ta. Đà Nẵng thì nó là vị trí về quân sự, còn Huế là vị trí chính về chính trị. Cho nên chiếm được hai cái này là có thể làm đánh ra phía Bắc, đánh vào phía Nam, hoàn chỉnh được cái cuộc xâm chiếm của Việt Nam, mà có thể nói là cho toàn của Đông Dương này. Cho nên nó quan trọng lắm. Lần trước nó thất bại rồi, lần này, lần sau nó đem quân nhiều hơn, mới để chiến đấu để mà nó chiếm cho được Đà Nẵng. Đứng trước một nước với thế yếu về quân sự và thô sơ về vũ khí, Liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã tin tưởng có thể thực hiện ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh. Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra như kế hoạch. Cuộc chiến ấy đã kéo dài qua 2 năm, 1858 đến năm 1860, mà lịch sử Việt Nam ghi lại là cuộc chiến tranh Mậu Ngọ. Để rồi, Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nhận những thất bại, rút và đưa quân vào Nam Kỳ ngay sau đó. Khi đến đây thì Rigon de Renouilly, tức là viên chỉ huy của Liên quân Pháp-Tây Ban Nha, có thể nói là đã thông thạo đường đi nước bước. Những thông tin về hải trình, những thông số kỹ thuật về vịnh Đà Nẵng, về cửa biển Đà Nẵng, về sông Hàn, có thể Rigon de Renouilly đã nắm rất vững. Tuy nhiên có một điều, một thông tin mà ông ta chưa nắm được, hoặc nói khác là đã nắm nhưng không chính xác, đó là lòng dân Đà Nẵng. Một Đà Nẵng với nhân dân là có thể nói là hết sức là yêu nước. Ngày hôm trước còn sống bình yên, hôm sau làm cái cuộc chiến tranh vệ quốc cùng với cả nước và thay mặt cả nước để mà chống Pháp trận đầu. Lịch sử càng lùi xa, có nhiều chứng tích buổi đầu kháng Pháp Tây Ban Nha trên mảnh đất này đã dần mai một với thời gian. Theo nhà sử học Nguyễn Quang Trung Tiến, trong hệ thống phòng thủ ở Đà Nẵng dưới thời Nguyễn, vành đai phòng thủ quanh vịnh Đà Nẵng là một hệ thống liên hoàn gồm 17 công trình được xây dựng vào nhiều thời điểm khác nhau, trải từ triều vua Gia Long đầu thế kỷ 19 đến năm 1857. Điểm đầu là Phong Hỏa Đài, tức đài đốt lửa, ở phía đông vịnh. Điểm cuối là Pháo Đài Định Hải ở phía tây vịnh. Trong cái cuộc chiến này thì là điều nguyện và quân và dân ở mặt trận Đà Nẵng đã làm được một cái chuyện hết sức là quan trọng.
Đây là cái vành đai phòng ngự của vịnh Đà Nẵng đấy đã ngăn cản cái tàu chiến của đối phương không cho đi vào sâu ở trong sông Hàn. Cho nên là tất cả những cái toán quân đột nhập vào bên trong đều phải dùng thuyền tấm bảng, dùng cano, thì họ không mang được đại bác lớn đi theo, mà chủ yếu là súng nhỏ. Và vì vậy mà cái sự hỗ trợ giữa cái lực lượng pháo binh trên cả cái tàu chiến đầu trong vịnh với cái cuộc tác chiến mà vào sâu trong nội địa thường là nó bị lạc điệu, nó không phối hợp được với nhau. Cho nên cái sự chống trả của chúng ta lại có hiệu quả hơn. Hiện nay, vành đai phòng thủ quanh vịnh Đà Nẵng chỉ có di tích thành Điện Hải duy nhất tồn tại. Những công trình còn lại dường như đã biến mất. Nằm nếp mình khiêm nhường bên tả ngạn sông Hàn, bên những công trình kiến trúc của thời kỳ phát triển và đổi mới, thành Điện Hải với gạch cũ, rêu phong như níu lại ký ức thời quá vãng của dân tộc. Nơi đây, cùng với hàng chục đồn trạm khác nằm trên địa bàn thành phố, đã trở thành dấu tích ghi nhớ truyền thống đấu tranh chống Pháp của nhân dân Đà Nẵng và nhân dân cả nước, quyết tâm giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ lãnh thổ. Đây cũng là đồn lũy quan trọng góp phần đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp vào Đà Nẵng những năm 1858-1860. Ngay chính diện cổng thành Điện Hải, bức tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương sừng sững nhìn ra cửa hàng Lộng Gió, nơi mà vị tướng này đã cùng với các nghĩa sĩ yêu nước, quân dân đồng lòng quyết tâm giữ đất, giữ nước đến hơi thở cuối cùng. Theo sử liệu, khi cuộc chiến không căng sức với Liên quân Pháp Tây Ban Nha đi vào giai đoạn khó khăn nhất, với những bất lợi và thất bại của các đồn phòng thủ tại Đà Nẵng, tháng 10 năm 1858, vua Tự Đức cử Nguyễn Tri Phương vào mặt trận Đà Nẵng. Quan quân triều đình tổ chức đắp thành, đào hào bao vây. Dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Đà Nẵng đã đưa chiến sự bắt đầu xoay chiều bất lợi cho Liên quân Pháp Tây Ban Nha, gây nhiều tổn thất cho quân xâm lược. Không thể đánh nhanh thắng nhanh, để lại một bộ phận ở mặt trận Đà Nẵng, quân Pháp tiến vào Nam Bộ đánh chiếm thành Gia Định vào tháng 2 năm 1859. Sau đó trở ra Đà Nẵng. Nhưng chúng vẫn không thể thay đổi được tình thế, không thể chiếm được Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 3 năm 1860, Liên quân Pháp Tây Ban Nha phải rút khỏi Đà Nẵng. Nguyễn Tri Phương là một danh tướng có thể nói là nổi tiếng trong cả nước. Năm 1860-1861 đã chỉ huy để mà bảo vệ thành Gia Định. Năm 1873 là chỉ huy để bảo vệ thành Hà Nội. Nhưng có thể nói với cái mặt trận Đà Nẵng năm 1858-1860, Nguyễn Tri Phương mới thực sự bộc lộ cái năng lực chỉ huy, cái tài năng quân sự, cái nghệ thuật quân sự của ông. Và có thể nói ông đã lưu danh thiên cổ tại Đà Nẵng. Và do vậy là tên tuổi Nguyễn Tri Phương gắn liền với cái cuộc chiến tranh vệ quốc mà người Đà Nẵng cùng với cả nước và thay mặt cả nước để mà đánh Pháp trận đầu. Trận chiến năm 1858-1860 đã lưu lại tại Đà Nẵng một số di tích lịch sử quý. Đó là các nghĩa trụng Phước Ninh, Khuê Trung, Hóa Ổ, Thành Điện Hải và nghĩa địa của Liên quân bên cảng Tiên Sa. Lưu cửu với thời gian, di sản lịch sử buổi đầu kháng Pháp đã được nhiều thế hệ kế tiếp nhau gìn giữ và tôn tạo, không chỉ là nhắc nhớ về một giai đoạn bi hùng của dân tộc, mà còn là ghi nhớ công ơn những bậc tiền nhân, lòng dũng cảm, sự quên mình để bảo toàn mảnh đất, lãnh hải của Tổ quốc. Thành Điện Hải được trùng tu tôn tạo và cũng đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017, trở thành địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục lòng yêu nước, truyền thống của cha ông với các thế hệ kế tiếp và là điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài. Bên cạnh di tích Thành Điện Hải thì các nghĩa trũng, nơi chôn cất những nghĩa sĩ, nghĩa dân vô danh hy sinh, hình thành khá lâu sau khi kết thúc trận chiến Mậu Ngọ. Các nghĩa trũng Phước Ninh, Khuê Trung đã được thành phố trùng tu nâng cấp khang trang. Nghĩa trũng Phước Ninh được công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 1988. Nghĩa trũng Khuê Trung được công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1999. Kế tục truyền thống trước đây của người dân địa phương, hàng năm đều có lễ cúng tại các nghĩa trũng. Ngày rằm tháng 7, người dân Phước Ninh tổ chức tế lễ, cầu siêu tại di tích Nghĩa Trũng. Tại Nghĩa Trũng Khuê Trung, ngày 15 và 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, tổ chức lễ tế nghĩa sĩ Đà Nẵng,
kết hợp với hội làng Khuê Trung. Như hiện tại thì đảng, nhà nước cũng như toàn dân rất là quan tâm đến những người là trước những nghĩa sĩ, như các linh của nghĩa sĩ Hòa Vang ở đây. Mục đích là để mà trước là nhớ ơn các bậc tiền nhân, các anh hùng ngày xưa cũng hy sinh thân mình để mà bảo vệ cho đất nước. Thứ hai là cũng để giáo dục các lớp trẻ và noi theo luôn luôn tưởng nhớ đến các bậc, các anh hùng trước nay cũng đã dựng nước, giữ nước. Năm 2023, đánh dấu 165 năm sau ngày Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta. Một triển lãm có quy mô lớn đã được Bảo tàng Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức, giới thiệu khoảng hơn 100 hình ảnh tư liệu, khái quát lại chiến trường của cuộc chiến Mậu Ngọ. Đặc biệt, trong đó có nhiều sử liệu, hình ảnh tư liệu mới về giai đoạn lịch sử này lần đầu giới thiệu trưng bày. Đây là nguồn mới được bổ sung từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Pháp và những hình ảnh về công tác trùng tu, tôn tạo và giáo dục truyền thống yêu nước tại các di tích gắn liền với cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp Tây Ban Nha. Chúng tôi đã qua các trung tâm lưu trữ của Pháp để sưu tầm các tư liệu liên quan trực tiếp đến cuộc chiến Đà Nẵng trong buổi đầu kháng Pháp. Đặc biệt khi mà chúng tôi đã đến cái nơi lưu trữ của Bộ Quốc phòng Pháp thì chúng tôi rất là bất ngờ khi chúng tôi đặt vấn đề sưu tầm toàn bộ những tài liệu liên quan đến cuộc chiến của Pháp ở mặt trận Đà Nẵng năm 1858, thì ông thủ thư của trung tâm văn khố quốc phòng Pháp ngạc nhiên, toàn bộ tài liệu đó hiện nay chúng tôi đang lưu giữ, những cái tệp hồ sơ còn nguyên vẹn. Đặc biệt nữa là chúng tôi đã tìm được cái bản vẽ chi tiết về cái hệ thống phòng thủ ở cửa biển Đà Nẵng mà người Pháp khi xâm chiếm đã vẽ là toàn bộ, đặc biệt là di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải. Trong không gian thu nhỏ tại Bảo tàng Đà Nẵng, tiến trình và những hiện vật của một thời lịch sử cách đây hàng trăm năm đã được tái hiện lại bằng hình ảnh và hiện vật sinh động. Bản đồ trận chiến, các đồn trạm, các loại vũ khí thô sơ và nòng pháo nóng ngăn bước đoàn quân viễn chinh, các sát chỉ của Triều Nguyễn và bức tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương như còn mang những nét suy tư, giúp chúng ta nhìn lại rõ hơn sự tàn khốc của chiến tranh, sự hy sinh và mất mát, để hiểu hơn giá trị của hai chữ hòa bình. Khi mà được đến đây để tham quan di tích lịch sử ở đây thì mình hiểu được cái phong trào đấu tranh của người dân Đà Nẵng trong những ngày đầu kháng chiến Pháp thật sự rất là hào hùng và khá là cùng gay go, và cũng hiểu thêm về lịch sử của Đà Nẵng ở đấy, người dân ở đấy họ sống như thế nào trong những năm qua. Và đặc biệt là cho mình là người dân Việt Nam hiểu thêm được cái lịch sử của một thành phố Đà Nẵng đáng sống. Dù trải qua thời gian, di sản, sử liệu và giá trị lịch sử của những ngày đầu kháng Pháp luôn hiện diện trong đời sống người dân thành phố, trong tâm thức nhiều thế hệ. Những danh tướng như Nguyễn Tri Phương, Lê Đình Lý, Đào Trí được lưu danh bằng những tên đường, trường học, được đưa vào lịch sử địa phương giảng dạy cho các thế hệ học sinh. Đây là một hoạt động ngoại khóa nhiều bổ ích mà thầy cô và học trò ngôi trường tiểu học mang tên Người Anh Hùng của Dân tộc Nguyễn Tri Phương tổ chức vào dịp kỷ niệm 165 năm ngày Đà Nẵng kháng Pháp. Hoạt động là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng, nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đầu chống Liên quân Pháp Tây Ban Nha, giai đoạn 1858-1860. Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tư liệu hình ảnh để bổ sung kiến thức giúp các em học sinh tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam và danh tướng Nguyễn Tri Phương. Từ đó làm cho các em càng thêm yêu quý, tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Con thấy mình đã được tìm hiểu về danh tướng Nguyễn Tri Phương là ngôi trường con đang học. Con cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Con sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về danh tướng Nguyễn Tri Phương và tìm hiểu về những vị anh hùng khác.
Là con rất là thích học môn lịch sử, bởi vì là khi mà học môn lịch sử thì con biết được rất là nhiều điều về lịch sử Việt Nam mình, là những cái thời ngày xưa. Và ngoài ra thì con cũng biết được rất là nhiều về danh tướng Nguyễn Tri Phương, là tên của trường con đây ạ. Thông qua cái việc là giáo dục cái lòng yêu nước, ý chí chống ngoại xâm, thông qua những cái di tích di sản mà chúng ta còn giữ được về thành Điện Hải, về cái hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng của Triều Nguyễn vân vân, để mà chúng ta tiếp tục giáo dục các em lòng yêu nước. Lịch sử chắc chắn là sẽ hun đúc cái lòng yêu nước, cái tinh thần xây dựng đất nước của thế hệ trẻ của chúng ta. 165 năm trôi qua, cuộc chiến tranh Việt Quốc tại Đà Nẵng vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu của dân tộc Việt Nam trước sự tấn công của kẻ thù xâm lược. Di sản về một thời kỳ lịch sử của dân tộc buổi đầu kháng Pháp sẽ còn mãi với thời gian, không chỉ là thành quách, đồn trạm hiện hữu quanh vịnh Đà Nẵng, là các hình ảnh, hiện vật, sử liệu quý giá, mà sẽ còn là sự lưu giữ trong ký ức và hành động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản lịch sử của các thế hệ kế tiếp nhau về một giai đoạn hào hùng của đất nước.